Hello, xin chào toàn thể các bác. Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Và trong clip ngày hôm nay thì em có về được một lô vang số Siso hàng bãi đời đầu, sản xuất năm 2014. Và dòng này là dòng bán cao cấp nhất. Chất âm cũng là dòng hay nhất các bác nhé. Rất đẹp. Số lượng thì không có nhiều, thời điểm gần Tết này thì các bác những cái dòng Siso này nó quá là hiếm, phải thực sự là phải săn đón mất rất là nhiều công lao đấy. Mà cái giá bây giờ nó cũng không còn như ngày trước rồi, cái giá tất cả mặt hàng những dòng vàng này đều lên. Các bác đã dùng qua những dòng Siso các bác biết rồi, chất âm của nó rất là hay, đặc biệt là tiếng Eco Reverb của dòng Siso T3 thì nó rất là ngọt đó. Và dòng vàng này thì là các bác là nó rất dễ sử dụng, và ở đằng sau của nó thì cũng có rất là nhiều những cái đường ao. Con này nó có 8 đường ao. Và con vang này thì anh em có thể sử dụng như một con quất server đấy. Ở trên phần mềm mỗi một cái đường ao này thì anh em có thể căn chỉnh riêng đấy. Chia way bát chung check như một con quất server luôn. Anh em có thể làm một effect rời trên những bàn mixer. Dòng này thì cái tiếng reverb của nó rất là ngọt nhá. Đấy. Ở đời, đời đời cao thì có cả cổng quang luôn, sau 4 đường mic này, máy zin nguyên bản anh em nhé. Số lượng về em không có nhiều, thì đợt này giá nó có cao hơn lần trước nhưng mà em vẫn bán cái mức giá cũ cho các bác với mức giá là 3,1 triệu hay 3,1 triệu một con. Giá này nó thật các bác là giá quá là tốt rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Minh Vũ qua hai số máy nhé. Ngoài mẫu vang Siso T3 hàng bãi ra thì bên Minh Vũ còn rất là nhiều những dòng vang khác, như dòng vang Gafan, dòng vang X10, X12 Pro đấy. Nói chung rất là nhiều những loại vang khác và những dòng bàn mixer. Các bác có nhu cầu thì cứ kết nối qua Zalo, em sẽ tư vấn các bác nhé. Còn bây giờ thì xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.